Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục lên clip để giới thiệu đến các bác những sản phẩm mới về. Và đây thì hôm nay Xuân Đỉnh lại quay tại kho để phục vụ cho các bác. Loa là đều còn nguyên zin và đã test hoạt động tốt rồi. Hôm nay Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác là 3 cặp loa. Hai cặp loa, một cặp Kenwood, một cặp EP của Mỹ, một cặp loa lời karaoke hàng nội địa của Nhật được sản xuất tại China. Đấy. Một chiếc lọc khí của hãng Daikin. Dòng này thì phù hợp cho các bác sử dụng ở những phòng có điều hòa, và đặc biệt nhất là những dòng điều hòa đời mới bây giờ thì nó là điều hòa điện 220 thì phải có những chiếc lọc khí bù ẩm như này để các bác ngủ nghỉ nó mới được ngon giấc, và những dòng này thì nó sẽ không làm bị khô da của các bác nữa. Đấy, bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác từng sản phẩm cũng như báo giá công khai. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ alo trực tiếp theo số ở trên bài. Đấy, chiếc đầu tiên đó là chiếc âm ly kiêm giải mã của hãng Onkyo đời cao này. Con này là N9SX này. Đấy, đã test là MD là đang hoạt động tốt, CD thì thấy chưa báo bài, các bác về tự lau qua cái phần mắt. Còn ở đây Xuân Đỉnh cứ bán cho các bác còn nguyên cả bụi luôn. Đấy, dòng này đời cao nó có cả cổng USB này. Đấy, đằng sau của nó thì nó có hai cổng quang để các bác giải mã từ Smart TV qua đường input. Đấy, các bác cắm thẳng vào đây và các bác có thể lấy tín hiệu qua cái đường out này ra các cái âm ly khác để lấy phần giải mã. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng luôn chiếc âm ly trên cái cục này cũng được, vì nó là đều là âm ly có đường ra loa. Trong này trở kháng từ 4 ohm. Đời cao được sản xuất tại Malaysia, công suất 60W nhé. Đã test là âm ly là còn hoạt động tốt này. Đấy, có cả đường và đi súp điện riêng FM cầu loa, nguyên một chút bụi bặm mà MD thì đang hoạt động tốt. Đấy, rất đẹp. Cái hay nhất là nó có cổng USB này. Cái cổng USB này thì các bác có thể là mua một cái đầu bắt Bluetooth, các bác chỉ cần cắm thẳng vào đây sau các bác chọn chế độ USB là các bác nghe nhạc trên điện thoại bắt Bluetooth rất là tiện dùng rồi. Đấy, cơ thì nó vẫn hoạt động tốt nhưng test đĩa thì không thấy báo bài. MD thì đang hoạt động bình thường này. MD thì đang chạy tốt nhé. Con này thì nó có hai đèn tia ở góc này. Hai đèn tia góc này. Đấy. Đấy. Khi sử dụng đấy, nó có đèn tia. Mức giá là 1.2 triệu cho chiếc đầu có giải mã của hãng Onkyo đời cao, model của N9SX. Bác nào mà đang cần những chiếc đầu giải mã mà tiện dùng, vừa làm âm ly vừa làm giải mã, nghe được đài radio tốt thì các bác cứ alo Xuân Đỉnh nhé. Quan trọng nhất là có cái phần USB này. Đấy. Giá là 1.2 triệu thôi. Sang bên này là một cặp loa Bookshelf Kenwood. Dòng này là những dòng loa Ken Xuân Đỉnh cũng rất là thích. Ở cái chất âm cũng như cái tầm tiền mà trên dưới 3 triệu thì đây là những dòng loa cực kỳ là hay. Loa cắt CNC góc cạnh thùng màu gỗ. Chiều cao của loa đạt là 35, chiều ngang của nó 21, chiều sâu là 30. Loa hai đường tiếng, một bát 16, gân cao su rất là mềm. Màng giấy rốn lõm tép đôm. Hôm nay nghe phòng 30m², các bác nghe rất đa năng, bass check đánh rất là sâu và uy lực. Dòng loa này thì nó là dòng Kenwood LS300G, model thì rất là hiếm, trở kháng 6 ohm, công suất là 80W, trở kháng là 8 ohm, công suất là 60W. Đấy. Góc cạnh còn đẹp. Loa rất là chất nha. Kenwood LS300G, model này rất là hiếm luôn. Hình thức đẹp, sang trọng, chơi rất hay, phòng 30m², loa cực dễ ghép. Các bác ghép với những chiếc âm ly Kenwood đồng bộ hoặc những chiếc âm ly Pioneer như 6800 mắc đôi, 7000, 7900 đánh cặp này rất là hay. Mức giá là 2.800.000 đồng. Loa zin tuyệt đối từ gân lẫn màng, căng cỡ còn đầy đủ hết. Đây là cặp Kenwood 300G. Cặp số 2 là cặp EP. EP là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Bác nào mà đang chơi những cặp loa EP này các bác sẽ biết về những dòng loa này. Bát của nó là bát 20. Đấy, gân của nó là gân mút màng giấy dâu dài. Đấy, gọi là rốn dài đấy. Củ nó là củ bánh trưng nhá, chứ không phải là củ thường như những dòng loa Nhật. Đấy, đây là củ bánh trưng, chứ đặc củ luôn chứ không phải củ móng ngựa. Đấy, một tép và tép nó có cái chữ EP dập nổi luôn. Thùng của nó là gỗ sồi, chất gỗ của những dòng loa Mỹ này thì đã rất là thơm. Loa thì còn nguyên bản, căng cước còn đầy đủ hết. Đây hàng chất bãi, nó có chảy xước nhẹ thôi. Nhưng tổng quan thì những cặp loa đều rất là ổn. Đấy. Loa rất là chất đấy.
Cặp này thì tiếng thì rất là tuyệt vời rồi. Bác nào đang chơi những chiếc âm ly xuất âm tụ, những dòng âm ly cổ đánh cặp này rất là hay. Model của nó là EP100, hàng Mỹ Nòi, được sản xuất tại Mỹ. Chất gỗ thì rất là thơm. Loa này thì có chiều cao đạt là 55, đấy, chiều ngang của nó thì đạt khoảng độ 28, đấy, chiều sâu của nó đạt là 24. Loa rất nặng, chất bass 20, củ của nó là củ bánh trưng. Chất âm vượt xa tầm tiền, vì loa nó có hơi chảy xước nhẹ chút, thì Xuân Đỉnh bán rẻ cho các bác, mức giá là 3,5 triệu. Cách đây cũng khoảng mấy tháng Xuân Đỉnh bán những cặp đẹp thì nó giá là khoảng gần 5 triệu. Nhưng ngược lại thì chất âm và những cái tầm loa bass 20 của những dòng loa Mỹ thì các bác biết rồi, tiếng nó rất là hay luôn và rất dễ phối ghép nha. Các bác ghép vào những dòng âm ly như 7600 trơn, 7600 mắc đôi, 7800, 7900 đánh những cặp EP thì rất là tuyệt vời. Loa Mỹ Nòi EP100. Đấy, dòng loa Mỹ thì nó sẽ không ghi về công suất, nhưng với những cấu hình bass 20 thì các bác cứ yên tâm mà chơi phòng 30-40m² thoải mái rồi. Tép của nó là tép đôm dập nổi chữ EP. Loa vuông thành sắc cạnh, có chày xước nhẹ, giá chỉ có 3,5 triệu. Loa Mỹ mà giá rất là mềm, bát 20 các bác nhá. Chất gỗ rất là thơm. Bên này thì nó là một cái cặp loa để hát karaoke, hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, có con chum mèo toàn chữ tiếng Nhật. Dòng này thì nó là dòng đời cao, được sản xuất tại China. Nó cũng giống như những dòng Audio Technica ấy. Bát 16, gân mút màng giấy, hai tép giấy. Loa nó xịn nhưng không phải hàng giái, hàng dựng gì đâu. Đấy, bát 16 nhá, 500 kép 2 tầng. Dòng này thì các bác nắp thẳng vào âm ly hát karaoke trực tiếp luôn. Và các bác có thể đầu tư thêm một chiếc súp nữa là các bác hát gia đình cũng rất là hay. Dòng này thì nắp được cho những cái bộ karaoke, lời của những dòng loa bass 16 này rất là tốt. Loa zin từ gần nữa mà. Góc cạnh thùng thì cũng còn khá là đẹp. Và tất nhiên thì nó vẫn là hàng cũ rồi. Trở kháng 8 ohm, công suất maximum của nó là 200W này. MPS161, được sản xuất tại China, làm cho thị trường của Nhật, toàn tự chữ tiếng Nhật luôn này. Đấy. Có một đôi này. Cặp này đã tép tiếng rất là tốt, lưới của nó là lưới sơn mạ tĩnh điện. Đấy. Và nó có một cái bóng báo khi quá tải này. Dòng này hiện tại thì cá nhân Xuân Đỉnh cũng đã nắp hai cái cặp loa này ở trong cái phòng để karaoke gia đình của chính nhà Xuân Đỉnh luôn, tiếng rất là tốt. Và đầu tư thêm một chiếc súp nữa là các bác hát karaoke thì quá tuyệt vời rồi. Hát gia đình những dòng này thì rất là hay luôn. Mức giá là 1,6 triệu. Đấy, có một cặp. Giá thì rất là bình dân. Góc cạnh. 1,6 triệu cho cặp loa model của nó thì đây Xuân Đình đọc luôn cho các bác để các bác dễ nhớ này. Các bác cứ gọi loa MSP161 hoặc các bác cứ gọi loa karaoke giá 1,6 triệu cho nó dễ. Loa zin hoạt động tốt, giá là 1,6 triệu. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì Xuân Đỉnh lên cho các bác là một chiếc lọc không khí của hãng Daikin. Đấy, những dòng Daikin là một trong thương hiệu nó quá nổi tiếng đến từ Nhật Bản rồi. Đây là cái phần mặt này. Đấy. Chiếc lọc này thì từ những cái phần lưới này. Đấy, nó còn rất là mới luôn, mới tinh luôn nhé, chưa hề sử dụng. Đấy. Đây là hệ thống lưới lọc không khí của chiếc lọc Daikin. Đấy, bên trong này thì có hệ thống là cái dàn than ở bên trong. Đấy. Lọc không khí này thì nó lọc được những cái phần bụi mịn mà rất mắt thường chúng ta không nhìn thấy được ấy. Đấy, thì nó lọc nên là như vậy đấy. Và cái lọc khí này thì nó cũng rất là hay, đa năng. Thứ nhất là các bác nhà bác nào mà có người hay hút thuốc mà sử dụng chiếc lọc khí này thì nó lọc cũng rất tốt này. Thứ hai là dòng này thì nó có hệ thống là bù ẩm bằng một cái bình nước để bên cạnh này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra xả nước vào, sau các bác đặt vào. Đấy. Là các bác sử dụng. Chiếc đồng này thì công suất khá là lớn, phù hợp cho các bác sử dụng ở những diện tích phòng từ 30-40m². Đấy, công suất tiêu thụ của nó đến 73W đây này. Đấy, 73W nhé. Hàng nội địa điện 100V. Đấy, sản xuất năm 2014. Chiếc lọc này thì nhà Xuân Đỉnh mua hai cái và đang dư một cái, đã lên đằng bên trong này thì đã lắp thêm một cái đổi nguồn 220 rồi để các bác tránh cắm nhầm điện. Cho nên hiện tại Xuân Đỉnh đang dư một cái, Xuân Đỉnh bán cho các bác. Bác nào đang cần những chiếc lọc không khí tốt, lọc không khí bù ẩm các bác nhá. Đây là lọc không khí bù ẩm. Đấy, mức giá là chỉ có 2,5 triệu. Chiếc lọc này rất là to, phù hợp cho các bác chơi ở diện tích phòng lớn từ 30-40m². Khử mùi thuốc lá rất là tốt, hiệu quả cho các bác sử dụng.
còn đẹp. Đây là các tính năng này. Tắt bật này, dòng này dòng đời có eco nhé. Đấy. À, đây là cái hệ thống lọc khí, bên này là quạt gió, bên này là điều hòa. À, đây là cái hẹn giờ thời gian. Thì cái này các bác chỉ cần trên Google dịch là sẽ ra hết cái chữ này mà, rất dễ. Mức giá chỉ có 2.500.000 đồng, dư một cái thì Xuân Đỉnh để chia sẻ cho các bác để các bác có những chiếc lọc. Và lọc này thì khi các bác sử dụng ở những cái phòng điều hòa, đặc biệt là những các bác sử dụng những điều hòa điện 220 thì nó sẽ rất bị khô da. Và những dòng này thì nó có cái phần bù ẩm đấy, để có bằng nước đấy. Thì các bác sử dụng nằm trong phòng thì mình nó rất là dễ chịu đấy, không bị khô da nữa. Mức giá là 2.500.000, đa năng, phù hợp cho các bác để các bác sử dụng ở gia đình nhà mình. Đây là những sản phẩm của Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Và các bác có nhu cầu được cứ alo Xuân Đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.